nắm tay thử xem. Anh chị có cảm giác như thế nào? Nghe nóng nóng. Anh đây cảm giác như thế nào? Để mình về bắt đầu mình cho số mình liên lạc ha. Đó, rồi cảm ơn anh chị nhiều. Mảnh ghép yêu thương gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chương trình Mảnh ghép yêu thương tiến hành là ghép đôi cho hai anh chị. Anh đến từ thành phố Hồ Chí Minh và chị đến từ tỉnh Tiền Giang. Rồi chương trình xin chào hai anh chị. Hai anh chị có thể cho quý vị khán giả biết tên tuổi của mình và nơi sinh sống ha, để cho quý vị khán giả đã xem và chưa xem biết được cái tên cũng như cái nơi sinh sống của mình ha. Mời anh chị, mời anh cái gì? Trước tiên mình xin chào chương trình Mảnh ghép yêu thương và tất cả các anh chị em ở trên cộng đồng mạng xem YouTube của Mảnh ghép yêu thương. Một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Trước tiên thì mình là tên Nguyễn Tấn Tài, sinh 1970 mà giấy chứng minh thì là 1971. Mình ở hộ khẩu từ Long An mà sống thì trên Nhà Bè. Xin hết. Cúc Nguyễn xin kính chào cộng đồng mạng và tất cả được. Tôi xin kính chào, trân trọng kính chào còn tất cả anh chị trong đồng mạng được. Thân thương được nhiều sức khỏe. Mình tên là Nguyễn Thị Cúc, sinh năm 63, ở Tiền Giang. Rồi, chị Cúc và anh Tài. Hôm nay chương trình có mời hai anh chị, anh Tài và chị Cúc. Chương trình sẽ dành cho hai anh chị 25 phút để mình trò chuyện nhau ha. Dạ. Rồi tìm hiểu lẫn nhau. Nếu hai anh chị cảm thấy hợp thì tự hai anh chị cho số với nhau để mình về mình có thể liên lạc và tìm hiểu nó sâu hơn ha. Bây giờ chương trình sẽ dành 25 phút cho hai anh chị trò chuyện nha. Rồi xin mời hai anh chị tới tự nhiên. Mình tên là Cúc ở Tiền Giang. Anh Tài ở đâu? Ở trên Nhà Bè, ở Lê Văn Lương, Nhà Bè. Ở tỉnh anh làm công chuyện chi? Anh thì giờ đang chạy công nghệ, thường thì đi làm xây dựng nhưng mà lúc về cũng nghỉ. Ngày nghỉ làm xây dựng thì cũng chạy công nghệ. Anh chạy có chạy thường xuyên hàng ngày hay là có khách mới chạy anh sao? Không, chạy công nghệ giao đồ ăn cho khách đó, cũng có khi chở khách. Nói chung... Là anh chạy taxi à? Không, xe không ra. Taxi không có ăn, taxi nó nhiệt nó thua, nó khổ, nó khóc quá trời. Taxi chạy ngày gom lại còn 300 ngàn nữa, nó khóc. Vậy là anh cũng như là shipper vậy hả, giống như vậy hả? Ừ, shipper giao hàng cho khách, mình thích mình chạy, mình thích nghỉ. Không ai la rầy gì mình hết, mình để sống con mình cũng dễ. Anh làm vậy thế dụ ngày thu nhập anh được... ít thì 300 mấy, nhiều thì 500 mấy, 600 mấy, gần 700 cũng có, nói chung là mình cũng như là cái trên 10 triệu. Chỉ như mình bỏ tiền xăng cổ cũng cần tốn kiếm được 200 ha. Hơn. 200 thì dễ quá rồi. Tại sống thành phố mà phải thôi, nhiều. Thì anh ở nhà trọ hả? Ở nhà trọ. Ở đây gì dưới cũng sát bên, chứ muốn về anh chở gì. Chưa biết. Ở chỗ anh ở cũng anh nói gần dễ chịu lắm, chỗ đó nhà chỗ anh tự túc. Là tên thành phố hay là Bến Lức anh ơi? Thành phố, ở đường Lê Lương ở phố đi ngược lên là em với anh trái chiều rồi, đi lên chảnh cũng khoảng hơn tiếng 15 phút vậy. Mình đây mình đi về Cò Đen, Cò Đen đâm xuống với thằng Duột cái dòng ngược lên là rồi, nó gần hơn. Rồi vợ con anh thôi bao lâu rồi? Vợ anh thì rút ly thăng cũng 3-4 năm rồi, 4 năm thì hơn. Còn cái vị thì 2019
2019 có giấy tờ đầy đủ hết. 2019 xong rồi anh bù của anh đi qua Campuchia cho dai, vừa đi làm bán hủ tiếu Nam Giang, vừa anh nói chung anh nhiều ngày đủ thứ, nhiều ngày nhiều ngày lắm, ngày nào làm cũng được á. Một mình mà... anh làm vậy anh thấy có dư không? Thì mình sống mình thì không dư rồi, tại biết sao buồn quá là đi ăn chơi, đi cà phê cà pháo này kia thôi chứ không nhậu nhẹt. Mình té mình phải đứng dậy cho anh, chứ anh không buồn là anh đi chơi rồi, rồi ăn chơi hết rồi, rồi khi mình bệnh hoạn thì làm sao? Không có nhậu nhẹt, không có hút thuốc. Đối là hút thuốc, nhậu uống cà phê thì có. Ở dưới em thường buôn bán, nói ngay là em buôn bán là giỏi lắm, cái gì bán cũng được hết. Nhưng mà cái nghề em là chánh thức là mấy mười mấy hai chục năm nay là em bán cái nghề như là chè, nấu các thứ chè, rồi tàu hũ, sâm bố lượng, sữa đậu nành. Cái đó mình biết. Cái mình bán ở ngoài chợ á, đó. Rồi trưa, hồi trước, trước dịch là mình làm hướng dẫn du lịch, là cháu mình nó mở công ty á, rồi mình phụ với nó cũng như là dẫn khách điều hành vậy đó. Ở đây rồi, nhưng mà giờ lớn tuổi rồi mình đi không nổi nữa. Giờ mà buôn bán thì bán cái nghề này bán lâu lắm rồi. Thì cuộc sống mình là ly dị với ông xã mình nó cũng khoảng hai mấy năm rồi. Rồi thời gian là 6-7 năm sau mình có chấp nối với bạn sau này. Nhưng mà kiểu cũng như là ông cũng lớn tuổi, ông cũng cuộc sống anh cũng lo cho mình. Nhưng mà tại vì là coi như là mình sống với nhau mà coi như là nhà ai nấy ở thôi. Tại vì ảnh có con, ảnh thì ở Việt Kiều ở ngoài nước ngoài, còn như thấy anh bệnh hoạn không có ai vậy đó, rồi mình tới luôn cũng như là thăm sóc qua lại, hay mình bệnh thì có ảnh bệnh thì có mình. Rồi cái giờ thời gian 4-5 năm nay thì ảnh lớn tuổi rồi, nói ngay nó lớn tuổi mình nhiều lắm, rồi ảnh bệnh rồi con ổng nói giờ thôi giờ con rước cha con về để lo trị bệnh này kia kia nọ. Rồi đó thời gian cũng lâu lâu cũng về thăm. Bây giờ cũng như là mấy năm nay anh nói dứt khoát, nói giờ như anh lớn tuổi em không có còn lo được cái gì cho em, thì như anh trả quyền tự do cho em để em kiếm bạn đi, người nào mà lo mà thương lo cho em được á là anh rất mừng, anh cầu mong vậy. Nhiêu đó mà anh có chết á anh cũng yên lòng nữa. Mà anh nói nhiều lần rồi nhưng mà mình không có kết ai được hết trơn. Thấy ông mình thương tội nghiệp, rồi cái như anh nói hoài à. Thì ở bên ngoài thì mình cũng có đi chơi đi ca hát này, thì cũng như là quen, thì quen chung chung như bè bạn hát chung chung thôi, chứ sự thật là mình không có người yêu, không quen ai hết. Đó. Cuộc sống mình thì nó nghe thì sống một mình thì nó cũng khỏe, thì buôn bán mà mãi người ta mình cũng hà tiện lắm, mình làm thì nó nghe mình gói ghép lắm. Ở dưới cút được mấy người con? Hai đứa mà con trai lớn nó cũng có vợ rồi, giờ nó thôi rồi, giờ như nó sống với em đó, rồi như là nó đi làm, nó là tài công xà lan á. Biết cái xà lan rồi, em rành đó. Rồi nó đi lâu lâu nó về thôi. Còn con gái thì nó có chồng ở thằng Mỹ Tho, phường 6 nè. Nó có nhà, đó. Có kẻ ra, có Tho, cửa ra rồi. Rồi nó ngay bên xuôi á, thì cho nằm nhà. Thì vợ chồng nó mần có một số vốn thì cất nhà lên, thì mình có nhiêu mình cho nhiêu. Nói ngay mình có nhiêu mình phụ nó nhiêu, chứ không phải nhất thiết là cho hết. Nhưng mà cũng phụ con phần nào cho nó yên ổn vậy đó. Thì nói giờ hai đứa con thì nó nghe yên ổn rồi đó. Rồi có thằng trai và nó gian vợ đó. Có cháu nội chưa? Có cháu ngoại à. Không có cháu ngoại. Ngoại không. Thì hằng kia nó có vợ mới có mấy tháng nó thôi, rồi tới giờ nó không có vợ nữa. Chắc ông đó nhậu gì không ạ? Nó thì nó không có biết nhậu, nhưng mà kiểu đang chơi. Rồi nó đi ra nó không rồi. Nó cũng có nhậu nhưng mà nó nhậu ít lắm. Nó mà xỉn xỉn vài ly rồi là ngủ à. À. Ngủ rồi, nhưng mà có cái là nó hay mê chơi, cái hay đi chơi đá gà cờ bạc, nó giống ba nó. Rồi, thích rồi, đó. Rồi, giờ nó làm nó xài rồi, làm rồi, nó xài cái cậu đó, cậu đi xà lan đi tháng cũng mấy triệu, 4-5 triệu, 6-7 triệu vậy. Nó làm tháng cũng 7-8 triệu à. Xà lan tháng 7-8 triệu thì đi xà lan mà nếu mà mình tài công thì mình có lương cao, tài công lương cao đó, tài công thì lương cao. Rồi nhiều khi nó có tiền này tiền kia đó, phụ ấy rồi đó, bồi dưỡng rồi cũng có tháng bồi dưỡng cho thêm như vậy đó. Thì khi nó thời gian nó quên thời gian về nhà rồi. Bây giờ thì mình sống con mình á, giờ ở nhà con mình á là lủi thủi phía 2 giờ dậy thức nấu á. Gì 2 giờ đêm vậy? 2 giờ dậy thức nấu, 5 giờ dọn ra chợ. 2 giờ khuya là dậy rồi đó, tối sớm thì 2 giờ dậy nấu nè, nấu chè nè, sâm bấu lượng nè, rồi nồi tàu hũ thắng nước đường nè, làm nó cũng nhiều cái công đoạn đó. Thành ra tới 5 giờ mới xong, vừa xong rồi là thay bộ đồ là dọn ra từ chợ. Ở nhà mình ra chợ sao? Sát bên. Nhà chợ sát bên à. Rồi mình lấy gì mình xách ra hay là xe chạy? Có xe chạy, mình làm xe đẩy không, không
xe Honda, nhưng mà mình có làm cũng như thằng rể mình đó là thợ hàng á, cái đó hàng cho mình cái cách thức để đồ vậy đó, rồi mình chở ra mình sắp lên sạp mình bán vậy đó. Thấy trưa có sạp bây giờ có, rồi thấy trưa thí dụ còn bán không hết đó thì chạy xuống du lịch bán, tại vì mình ở đó là khu du lịch, xuống dưới đò chèo á, trưa tao đói bụng á, cái người ta mua người ta ăn, mình bán thì một ly mình bán được 10.000 đồng giá hết 10.000. Ly là bằng gì, ly ngủ hay ly ngủ cao cao vậy nè, ly nhựa giống như ly nhựa đó, bán là bỏ luôn, cà phê đó, ly bán cà phê bằng ly đó, ly trung trung á, 10.000 ly, thì lấy ngày bổ đồng thì tới lúc lại được 3-4 ngàn, có ngày cũng nói ngày kiếm 300 được, còn khi nào ế thì 200 ly cũng lại được 3.000. Rồi gầm lớn thì mình nấu đồ chai á, phải gầm lớn là mình ăn chai rồi sẵn đó, cái mình nấu mình kiếm lời ăn luôn. Cái gì với cái chai là mình ăn tối ngày cũng được. Gầm lớn là mình nấu đồ chai, hủ qua hầm, canh chua cay, cà ri, rồi mì xào rồi này kia vậy bán. Là gầm lớn là mình không có bán chè, bán tàu hủ, là chỉ bán đồ chai gầm thôi. Lớn là gầm tháng 7 lớn. Mới đây nè, tháng 7 vừa qua rồi mình bán đó. Là còn mấy dòng thường kia là không, dòng thường là không có bán, dòng thường họ ít ăn, họ ăn có 4 ngày cái họ mua đồ gì họ làm họ ăn à, còn gầm lớn là họ cúng luôn, là mình được có cái nói ngay mình làm đồ chai rất là ngon, thành ra người ta đặt á, mấy ngày đó người ta đặt rồi giờ chả đùm hay này kia cái nọ vậy đó, người dài của dài họp chả đùm vậy đó, người ta mua người ta cái nào thì người ta đặt trước đó, thì làm thì một cái rầm vậy mình ra 3 kiếp nha, mình kiếm cũng được cái rượu. Điều làm cực lắm nha, tại mình nấu sai làm mình một làm mình rồi chỉ sai đậu nành ra, mình nấu từ miếng đậu miếng nha, nấu thành phẩm miếng đậu miếng trắng, rồi mình mới quết ra mấy tàu cây lá, mình mới nhồi mình gia vị vô, mình mới dồn vô trái heo qua, ngày hấp thì chiên thì kho hoặc nấu canh đó. Mấy ngày nó làm cũng nhiều công đoạn, nó hơi cực lắm, vì mình phải ráng. Mấy ngày đó là làm từ sáng tới chiều luôn, tới 10 giờ đêm mới xong, rồi bắt đầu khuya 2 giờ dậy là hâm hoặc là cái món nào mình mì đồ đó mình xào, mình trụng chiên chả giò đó, rồi là dọn ra chợ. Tính ra nói ngay đúng ra mình cũng cực lắm. Giờ thời gian đâu mình đi hát họ chứ mà cũng đi giờ buồn đi rồi thì mấy ngày mà rầm lớn thì mình không có đi, mình bắt làm á không có đi, còn bình thường về mình bán tàu hủ chè thì chiều về là quẩn rồi, từ bán rồi từ cao lắm là cũng 3 giờ mấy 4 giờ là xong đồ hết rồi, bán sạch đồ hết rồi mình bán về. Tới 3 giờ mấy 4 giờ chiều bán rồi về mình đi chợ, như một xe đồ á, không mình mua đồ là mình xài là cả từng lễ rồi. Đậu bán bột khoai này kia đồ đậu hả? Đường này kia cái họ các thứ mà gia dụng á là mình mua là cả từng lễ 10 bữa ly đồ, cả ly muỗng cũng vậy đó, là mình bán hết từng lễ mới đi một lần vậy đó. Cuộc sống mình ở dưới thì vậy đó. Dạ, cũng hơi cực chút xíu nhưng mà thoải mái. Không có như là chiều là phải đi chơi đi hát rồi chơi cho vui với bè bạn, với nhà tối tới 10 giờ 11 giờ mới ngủ là mình nằm cho queo của mình. Dưới đó người đông không? Đông, cũng dân đông không? Đông. Gần chợ mà không? Gần chợ cũng đông, về nhà nhiều lắm. Chỗ đó là thuộc gì? Thành phố Mỹ Tho. Thành phố Mỹ Tho thì có cái thành phố Mỹ Tho nó rộng vậy đó hả? Dạ. Nó qua tới bên đó. Thì cuộc sống em thì nó vậy đó. Thì giờ chỉ có mình thằng trai thôi, thì giờ chừng nào nó có vợ nữa thì tính tới, chứ giờ nó cũng đi làm, nó cũng ít về. Nó ngay nó hiền khô mà, đều có cái nó ham chơi vậy thôi, cũng chần, tại vì nó không có cha để ai đầu kệm, chứ giờ nó lớn rồi. Ba nó giờ ba có, nó, có ông bà khác chưa? Không, ba nó giờ bệnh dữ lắm rồi, bệnh nó, thôi nó mấy chục năm rồi, giờ bệnh dữ lắm. Tại giờ mấy đứa em nuôi cha, hồi đó giờ còn ba má anh về nói chung với ba má của anh á. Rồi giờ ba má anh mất hết rồi, giờ anh ở đó thì mấy đứa em nó lo, mấy đứa em chồng. Mà bây giờ mặc dù mình... Anh nay nhiêu tuổi rồi? Anh tuổi tức. Tuổi tức hôm nay anh 65 tuổi. 66 rồi. 65, 66 vậy, anh tuổi tức. 65, 66. Anh tuổi tức mình tuổi hạ mèo, thành ra không có hạp. Chó mèo không có hạp. Chó mèo không hạp. Không có hạp. Mèo cắn chó, chó nó coi gì mà thua con mèo. Thiệt. Nói vậy chứ mà ăn hiếp ăn nhiều nhất. Không, chó thua mèo, tại vì chó nó hồng hừ, chứ mèo tán cái là nó sợ. Thôi, vậy mà ngược lại là ăn hiếp em nhiều hơn. Mèo đây, mèo hiền, thiệt hiền. Nhà rừng. Ăn hiếp lắm, ăn nhậu quýnh đó, quýnh đó, ăn hiếp lắm. Thành ra em khổ lắm. Nhậu vô quýnh luôn. Ăn nhậu quậy dữ lắm. Ở dưới là ai cũng biết sao mà. Ai cũng biết hết trơn. Là em chịu đựng là 9-10 năm luôn á.
là thấy không xong nữa, đến đổi mà hội phụ nữ của em á, nó binh em là mấy bả binh em là biểu là dứt phát rồi, và hai tôi giải quà bao nhiêu lần là thấy anh Phong là chứng nhận vậy. Với đó làm gì sống anh ha? Ừ, thì mấy đứa em giờ nuôi với lại còn bờ đất đó ông hưởng đó, bây giờ mấy đứa em á nuôi. Giờ anh về với anh làm gì sống? Thì cái nếu gì mà hợp làm, thì làm đó thì nhiều chị. Ở dưới làm hồ thì không có lương cao, mà lương chừng 300 mấy mà nguyên ngày nắng lắm. Lại làm hồ là anh đây coi cai không, là có công trình đúng không ạ? Chứ phải là làm công cho ta. Coi công trình, coi cho anh Tư, anh Tư anh lãnh lớn lắm, anh Hai đang làm ở Cần Thơ á. Thì nếu anh chịu làm thì dưới chịu làm. Tại vì dưới anh làm dẫn cho anh đi vòng vòng biết quen cái anh làm hướng dẫn du lịch. À, cho cháu cái điều đó được à. Ừ, anh dẫn khách rồi anh đi mà đi chương trình anh nói nhờ, dẫn qua tour hôm qua đậu dừa kia thí dụ, giờ nó có mua anh làm hướng dẫn là nó vô nó mua kẹo dừa hay nó mua các thứ gì. Anh được chia phần trăm, anh được chia phần trăm là tiền đó riêng. Còn cháu là cháu lên cháu. Nó bo cháu kêu bằng cô à, cháu kêu bằng cô hả? Kêu bằng cô, cháu kêu bằng cô, kêu bằng cô. Con của mấy thằng anh là cũng bà con ruột không à, chứ thì cô thì cô ruột rồi. Chắc rồi cô, nhưng mà em thì anh em ruột thì không có như cháu nếu như là con của anh họ ruột, như là cháu kêu má em bằng cô ruột vậy đó. Là nếu như là ba của nó phải không? Ba nó là kêu em kêu bằng anh. Anh mấy anh đứa bà cháu con. Mà mấy đứa cháu nó thương em lắm. Lúc trước em cũng đi làm cho nó làm đó. Rồi bây giờ anh về dưới rồi sống với em rồi thì gia đình có ai chịu không? Em đâu có anh em gì đâu. Không có anh em bất đồng. Không có anh em. Ba má em có mình em rồi mất rồi thôi. Bây giờ ba mẹ chết hết rồi. Chết rồi. Anh đây, chứ em là 61 tuổi, ba má làm sao còn? Anh đây thì anh không biết ba. Tại ba ở đó sinh má ba. Má anh còn không? Má mất nay mười mấy năm, anh lo má vô tư vú mà cắt vú bỏ liền rồi. Anh lo má vô bệnh viện, ra bệnh viện rồi vô ra. Rồi cuối cùng lúc anh làm ăn lớn lắm, lúc anh làm ăn có tiền dữ lắm, làm ăn tiền vô bán hai căn nhà, bán hai con lấp. Lo cho bà. Rồi bà nói chung là thôi, nói chung tiền mình không nói rồi đó, nhiều nữa. Rồi làm hai ba cái quán lớn nữa. Nói chung là đó làm ăn dữ lắm. Buôn bán quán lớn mời đo cho ba, không biết mặt ba mà tại đất gỗ ba đó, rồi ở đây mời bạn bè anh em nào đông rồi. Bây giờ anh em nó đâu, về quê anh là thiệt thọ lạ đâu. Quê Long An mà mất gốc rồi, lên thành phố lâu rồi. Quê Long An ở rồi, Nam Phước Dân, ấp Nam Phước Dân, Trôi nổi mình vậy đó. Giờ anh sống tự túc tôi nổi mình vậy đó. Ấp Nam Phước Dân, nước Long An, còn mình thì mình lên thành phố, mình nói chung là có mấy chục năm rồi. Mà sống nhà bè thì mới có mấy năm thôi. Hồi lúc trước sống bên 566 ấp 1, ông Thới nhà bè, cũng là nhà bè nhưng mà nằm bên ông Thới, còn nay qua bên đây ăn lương, bên đây khác. Không có thể với em nói cháu, em nói cho anh vô thôi, anh chạy xe điện mà chạy khách tới lui đó, là chạy lên xuống là nó trả mình tiền công vậy là được 10.000, nhưng mà mấy bữa thứ bảy chủ nhật là chở đông cho khách lắm. Nhưng mình nhờ có tiền go phải không, chuyến lên xuống giờ là nó trả mình 10.000 chuyến gì đó. Rồi thí dụ mình nhờ khách nó bo mình nhiều khi ngày 200 100 tùy theo em nha. Đó là chạy đó cũng được. Với lại là du lịch mà du lịch chỗ đó du lịch đông là khách không? Đông lắm, đông khách lắm. Một lần khách du lịch là đi đâu? Các nước mà, các nước nó qua. Ủa? Các Cần Thơ nữa. Các nước nó tham quan đó mà. Thứ bảy chủ nhật ở đâu về xe ngựa nè, xe ngựa với xe điện. Xe ngựa với xe điện luôn. Xe ngựa với xe điện. Nhưng mà anh chắc mình chạy xe điện được. Cái gì chạy cũng được hết đâu. Xe điện. Mấy bài không biết bài chứ cái gì chạy cũng được. Xe ngựa, xe điện được. Hồi đó giờ làm tất cả các ngành nghề hết, nhưng mà chỉ có mua thu một môn thôi, là nuôi tôm không biết làm thôi. Còn bộ cái gì cũng giỏi đó, cái gì làm cũng được, cái gì làm cũng khá, từ khá đúng hơn không? Từ nghề nghiệp, từ tất cả các môn, xây tường, tô tường nè ơi. Anh đứng anh khỏi cần cái cục dây nữa đó, thấy nhỏ lập đòn. Lên tỏ tình thấy anh cũng hiền, cũng dễ thương, thì em mới làm quen thấy mình hợp thì làm bạn, còn không hợp thì thấy không hợp với em thì tiến tới còn không được, mình coi như bạn bè chứ cũng không có gì. Dạ. Thì biết giờ ra đây anh gặp em ở ngoài anh thấy em sao? Thì cũng nói chuyện cũng vui vẻ, cũng tình, cũng có cái tính không có nói xạo cái dốc. Phải thì có làm sao nói vậy. Mình biết rồi, mình đón được rồi. Tận tụy biết làm ăn. Chứ không phải là giống thật người ta nha, em nói thiệt em gần cái là thí dụ bây giờ làm ăn thì từ thế vợ chồng thấy thiệt tình với nhau thì tự làm với nhau sống, cho em thấy ha, mà kiếm người giàu có hay là cái gì
Đó, là như bà phải thật sự tình chung thủy trong đó đàng hoàng, đừng có lăng nhăng với lại nhậu nhẹt hay là hoặc là nói nó nói mà chữ thề làm cũng không chịu luôn nha. Chữ thề đó là nói em không có thích cái chuyện đó, cái gì trật sái thì nói nhau nghe chứ em không có cái chuyện mà nói là nói ra đụng mẹ đụng má hay mày tao mày tới là em không chịu. Thì phải ngọt ngào với vợ con, phải ngọt với tự nhiên chửi. Thì dù làm cực khổ cỡ nào cực nhưng mà cũng phải nói chuyện đâu đó ngọt ngào à. Còn em có cái tánh thiệt, hiền thì hiền thiệt nhưng mà tánh cọc cái gì mà gặp em quạo, em nạt đó. Thôi em nè nha, không thích nó nhiều nha, đi chỗ khác à. Và em đuổi đi là đi chỗ khác nha. À, vậy thôi chứ không có gì á. Rồi thí dụ biết tánh em ha, rồi ghẹo hồi cười thôi. Yeah. Rồi bây giờ nãy giờ chương trình dành cho hai anh chị ít phút để trò chuyện với nhau. Dạ. Yeah. Thì hai anh chị cảm thấy như thế nào khi mình ngồi trò chuyện với nhau? Bây giờ ví dụ như anh có thể nắm tay chị thử xem. Nắm tay thử xem. Anh chị có cảm giác như thế nào? Nghe nóng nóng. Anh thấy cảm giác như thế nào? Thì cũng nó có hơi nóng hay là gì trong đó không? Chắc chị cảm thấy của mình. Mình thì cũng có tuổi rồi thì nắm tay một người nào đó thì nói chung nó cũng nó có cái cảm giác như nó lạ lạ một chút mà quá, có cảm giác lạ đúng không? Chứ không cũng không phải ngày nào cũng được nắm tay phụ nữ. Còn chị? Dạ. Chị thấy sao? Em thì em thấy bình thường. Thấy bình thường thôi hả? Thiệt không? Cái này thiệt không nha, cái này không ép nha. Thì bình thường cũng như mình nắm cái bắt tay là cái gọi là thân mật cái vậy đó. Rồi từ từ mình tìm hiểu thêm nữa. Dạ, hai anh chị có cảm thấy có nói thì cũng này, có nói thẳng là cũng mến với nhau. Thì bây giờ hai anh chị có thể tiến hành mình cho số lẫn nhau. Dạ, để mình về nhà rồi nhiều khi mình có thể gọi rồi liên lạc mình trao đổi qua lại. Thì nói chứ mình cũng phải tìm hiểu ảnh, thí dụ em cũng phải phải tới, em cũng phải biết bên ảnh, anh phải biết bên em như thế nào rồi, sao này kia vậy đó. Tại vì trong chương trình đó thì cái thời gian nó có giới hạn. Đúng rồi. Mình chỉ trao đổi để mình tìm hiểu thôi, nó không có lâu dài được. Dạ. Thì bây giờ hai anh chị có thể tiến hành mình cho số điện thoại hay Zalo lẫn nhau rồi mình về đó, mình tìm hiểu từ từ hả chị? Dạ. Ha, anh ha. Rồi thì bây giờ trước khi kết thúc chương trình thì hai anh chị đã có thể hướng về màn hình đó, mình chào quý vị khán giả để mình kết thúc chương trình buổi ghép nói hôm nay hai anh chị ha. Rồi xin mời hai anh chị chương trình đến đây xin kết thúc và chúc quý vị trong đồng mạng đó rồi có sơ sót gì thì cũng bỏ qua chứ đừng có phê bình tội nghiệp em. Mình đến đây đến chương trình của Mảnh Ghép Yêu Thương thì trước cũng vậy sau cũng vậy, mình trước tiên mình cũng chúc mấy anh ở trên YouTube làm Mảnh Ghép Yêu Thương thì một ngày mới nhiều hạnh phúc, và tất cả các cô chú bác ở trên cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước cũng có xem chương trình này thì cũng đừng ném đá hay là gì hết, tại vì mình cũng không có lên chương trình thường thì nó có khi sai sót, thì xin quý khách và tất cả các cộng đồng mạng cũng hữu hỷ bỏ qua cho mình, thì mình xin hết. Rồi hai anh chị nè, khi mà trở lại chương trình lần thứ hai á, mình ngồi mình trò chuyện với nhau nè, thấy chương trình tụi em làm việc như thế nào? Dạ, thấy rất là chu đáo và vui vẻ, thật tình. Đúng là chương trình là rất là nhất là anh á, là anh MC. Này á, là MC này á, là nói chuyện là rất ok, thân thiện, nhiệt tình. Dù mà cái người khách mà người ta mà muốn nói mà không được thì anh cũng phải dẫn ta nói sao cho bằng được nữa. Tại vì mình cũng xem chương trình này nhiều, thành ra mình biết, thành ra thấy MC là rất là ok. Rồi, cảm ơn hai anh chị ha. Bây giờ hai anh chị có thể đứng dậy nè, mình có thể nắm tay nhau một lần nữa để truyền hơi ấm để mình về, bắt đầu mình cho số, mình liên lạc nha. Đó, rồi, cảm ơn hai anh chị.